Một lần nữa xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với Old Trafford để chứng kiến Manchester United thi đấu. Cảm ơn anh và hy vọng tôi cũng là một phần trong nhà hát của những giấc mơ của anh. Thật đáng tiếc, nỗ lực chuyền bóng đã ra ngoài sân, anh ấy sẽ thực hiện pha ném biên. Bruno Silva, Ronaldinho, Wayne Rooney, Lam đã chặn được đường truyền. Ồ, có vẻ như chúng ta đang hoàn toàn sai lầm rồi. Bruno Silva, đều. Anh ấy sẽ trả bóng về cho thủ môn. Fellaini. Họ không thể thoát được tình thế này. Một pha ném biên khác được thực hiện. Ferdinand, Ronaldinho, Michael Carrick tiến lên phía trước và đợi bóng trả về. Cần phải bứt phá ngay lúc này. Robben. Essien. Chuyền bóng một cách chặt chẽ và chính xác. Tạt bóng đẹp. Pha chuyền bóng dài từ vị trí khá rộng đã bị cản phá ngay lập tức. Bóng đã được đưa vào khu trung tâm. Ô, trượt khỏi khung thành rồi. Xuất sắc, anh ấy đã ngăn chặn được quả bóng nguy hiểm này. Gareth Bale. Bóng đang được đưa vào vòng cấm địa và nó đang đến. Ồ, anh ta đã giành lại bóng, pha cản bóng rất tốt. Griezmann. Philip Lam. Gareth Bale. Michael Carrick. Ronaldinho. Mỗi năm Old Trafford dường như lại rộng lớn hơn. Nó không phải lúc nào cũng ồn ào nhất, nhưng nếu như bạn chưa thi đấu ở đây thì có lẽ đó là một thiếu sót lớn trong đời cầu thủ. Tôi cũng rất muốn ra ngay đó và đá bóng ngay bây giờ. Kích thước Old Trafford đã có nhiều thay đổi, nhưng bầu không khí thì vẫn rất tuyệt vời. Vâng, bóng đã đi ra ngoài khung thành. Thật đáng buồn cho anh ấy. Tôi không chắc là anh ấy đang ngắm vào cái gì nữa. Ronaldinho. Đây sẽ là một trận đấu đầy hứa hẹn. Tôi nghĩ Arsenal sẽ tìm cách để giành chiến thắng, nhưng nó sẽ không hề dễ dàng. Màn chặn bóng rất tốt. Griezmann. Wayne Rooney. Đó là quả đá phạt cho United. Không có chiếc thẻ nào được rút ra và với anh ta đây quả thật rất may mắn. Đúng vậy, anh ta sẽ phải chơi một cách hết sức cẩn thận từ lúc này trở đi. Đều. Một pha phòng ngự rất tốt khi nguy hiểm đã cận kề. Bruno Silva. Họ đang kiểm soát bóng rất tốt với đường truyền của mình. Họ đã lấy lại được bóng rất nhanh sau khi mất nó. Đọc được hướng chuyền bóng và cản phá bóng thành công. Bruno Silva. Gareth Bale. Họ chuyền bóng rất tốt ở đây. Và lúc này sự tập trung phòng thủ đang được đẩy lên rất cao. Trọng tài đang chuẩn bị đưa ra quyết định của mình. Anh ta vừa mới nhận được một chiếc thẻ vàng từ trọng tài. Anh ta hẳn sẽ phải thi đấu thật cẩn thận. Mỗi pha va chạm giờ đều có thể khiến cho anh ấy phải đối mặt với việc bị chốt cửa thi đấu. Ferdinand. Bruno Silva. Gareth Bale. Fellaini. Và đó là quyết định của trọng tài khi cho trận đấu tiếp tục. Anh ta đã có thể cho dừng trận đấu, nhưng làm sao phải làm vậy? Phép lợi thế giúp trận đấu sôi động hơn. Ibrahimovic giữ vững nhịp độ trận đấu tốt, chuyền bóng tốt. Anh ấy lóp bên với đường chuyền bóng gần như thế, thủ môn đã chặn được rất dễ dàng. Tiếp tục di chuyển nhịp nhàng, anh ấy thực sự cần phải chặn bóng ngay. Đó là một pha ném biên. Michael Carrick. Fellaini. Griezmann. Một cú đánh đầu rất tốt. Bóng đi thẳng đến vị trí thủ môn. Anh ấy đã đánh đầu, đưa bóng đến cho đồng đội. Rooney dễ dàng chặn được bóng. Chuyền như đặt. Pha phòng ngự tốt. Pha giành lại bóng chính xác ngay khi đồng đội vừa để mất bóng. Đã kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Trận đấu đang ở hiệp thi đấu đầu tiên và tỷ số vẫn là không đều. Tôi nghĩ kết quả này phản ánh đúng cục diện của trận đấu. Còn anh nghĩ sao? Tôi cũng có quan điểm giống như anh thôi. Trải qua 45 phút thi đấu đầu tiên của trận đấu, họ có vẻ như rất hài lòng với tỷ số hòa này. Tôi cho rằng nếu chúng ta muốn thấy đội chiến thắng hôm nay thì cần phải có sự đột biến. Ronaldinho. Đường chuyền của Ronaldinho đã bị chặn lại. Griezmann. Chặn được pha rước bóng nhưng không làm anh ta ngã được. Pha xử lý rất tốt của thủ môn. Một lối chơi khá hoàn hảo, giữ bóng và chuyền bóng khá tốt. Lại một pha phối hợp tốt, đây có thể là cơ hội. Và bóng đã bị phá bởi cầu thủ hậu vệ. Hãy tiếp tục với những pha chuyền bóng. Vâng, đó là một đường bóng tốt. Cuối cùng thì bóng cũng được đưa ra khỏi vòng cấm địa sau một loạt các pha tranh chấp nguy hiểm. Trời rất hay, có khoảng trống rồi. Bóng đã chạm cột dọc và đi ra ngoài, thật đáng tiếc. Vậy là sẽ được hưởng một quả phạt góc cho Manchester United. Và đó là một nỗ lực đánh đầu về phía khung thành. Anh ta đã đánh bại thủ môn với pha đánh đầu, nhưng bóng vẫn không thể vào lưới. Anh ấy cần phải đưa bóng đi trúng mục tiêu chứ không phải ra ngoài. Ibrahimovic. Đều. Bóng bên tay thủ môn quá dễ dàng.
Ronaldo, Philip Lahm. Pha cản phá bóng rất tốt. Griezmann, Michael Carrick. Anh ta muốn thoát đi cùng bóng và anh ta đang làm điều đó dù hơi lảo đảo. Ibrahimovic, khi họ chuyền bóng tốt, họ thực sự đá nhịp nhàng hơn. Anh vẫn còn nguy hiểm, một nỗ lực tuyệt vời. Trông có vẻ dễ dàng nhưng khi xem lại pha quay chậm, chúng ta có thể thấy bóng đã bị bật lên bởi một mảng cỏ chóc. Anh ta có lẽ nên chạm bóng theo cách khác, nhưng anh ta lại sút bóng ngay ở lần chạm bóng đầu tiên và đã không kiểm soát được đường bóng. Các hậu vệ đã cướp được bóng từ tiền đạo một cách thông minh và hợp lý. Bóng đã ra ngoài sân và sẽ có một tình huống ném biên. Ồ, như vậy là đường chuyền bóng đã bị cắt bởi hàng hậu vệ. Wayne Rooney, Michael Carrick. Đó là một đường bóng rất có ý đồ, hoàn toàn có thể có cơ hội nguy hiểm trong tình huống này. Sẽ có phạt góc. Wayne Rooney, Michael Carrick. Quả thật tuyến sau phòng ngự rất tốt. Fellaini, quả bóng rất nhanh và quyết đoán, tiếc là anh không giữ được nó. Zonosia. Đó là một đường căng ngang đẹp mắt, một đường chuyền đến ngay vị trí thủ môn. Wayne Rooney. Đây là lối chơi rất hợp lý từ phía đội tấn công. Họ chỉ là chưa thể tìm được phương án đưa bóng vào trong, nhưng họ vẫn đang tiếp tục có được bóng. Ronaldo. Rio Ferdinand đã thực hiện pha tranh cướp rất tốt. Chúng ta sẽ bắt đầu lại bằng một pha ném biên. Eto, cờ việt vị đã được giơ lên ngay lập tức. Tôi tự hỏi trợ lý trọng tài có ra quyết định quá nhanh hay không. Cờ đã được căng lên rồi, đã có một chút chậm chế đến từ trợ lý trọng tài, nhưng rốt cuộc đó là một pha bóng việt vị. Hoàn toàn không dễ dàng chút nào, ý tôi là quyết định đó của trọng tài. Manchester United thật đẳng cấp, họ vẫn đang tìm kiếm cho mình một bàn thắng để vươn lên dẫn trước. Patrice Evra, chuyền bóng tốt. Phối hợp hoàn hảo, tuyệt vời. Họ đang cố gắng để ghi bàn vừa được dẫn trước. Đường chuyền bóng hơi cao nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Có lẽ anh đã bị thương nếu như không nhảy lên tránh pha xoạc đó. Thủ môn có thể bắt được bóng. Đương nhiên là anh ấy sẽ ghi bàn, xác định đúng hướng bóng và xử lý thành công. Có một sự chắc chắn trong tâm trí tôi ngày hôm nay, thưa anh Hoàng Lân, đó là thủ môn sẽ không bị đánh bại. Vâng, như vậy là sau 90 phút thi đấu, họ sẽ phải tiếp tục với hiệp phụ. Thời gian thi đấu hiệp phụ đã bắt đầu rồi, và cuộc so tài này giống như phim truyền hình dài tập, lại tiếp tục bắt đầu. Matt Hamel, Philip Lahm, Sergio Ramos, Marco Rojo, Ronaldo, Essiang, Robben. Phòng ngự chắc chắn, các hậu vệ chơi cản phá đường chuyền bóng khá nhạy bén đấy. Ronaldinho, tuyệt vời, hoàn hảo. Hoàn toàn không có bất kỳ cầu thủ nào khu vực cấm địa để đón pha tạt bóng này cả. Có lẽ anh ấy sẽ tạt bóng vào bây giờ. Phòng ngự tốt, như vậy. Và đó là một pha cứu bóng tốt của thủ môn. Đó là một pha cứu bóng rất tốt, anh ấy vẫn giữ sạch lưới ngày hôm nay. Đó là một đường chuyền rất đẹp mắt. Tạt vào trong. Có thể đẩy bóng ra ngoài nhưng anh ấy đã tóm gọn nó. Mats Hummels đã phá bóng thành công. Một pha ném biên vào. Zonosia, một đường bóng tốt. Vâng, đường chuyền bóng dài đi ngay vào chân cầu thủ đội bạn ở tuyến sau. Hiệp phụ thứ nhất đã hết, còn 15 phút nữa cho hiệp phụ thứ hai và sau đó sẽ là cơ hội từ những loạt đá phạt đền. Và như vậy chúng ta sẽ bước vào hiệp phụ thứ hai của trận đấu. Michael Carrick, Ronaldinho, một pha cản bóng mạnh mẽ, cả hai người đều không giữ được bóng. Griezmann, đây là một cơ hội tốt để tạt bóng vào. Cú đá bóng rất tốt của thủ môn và họ đã khóa được đợt tấn công, chặn được đường tạt bóng của đối phương. Cơ hội chuyền bóng, đưa bóng vào ngay. Anh ta sút bóng rất tốt, anh ấy cản phá, bóng vẫn trong sân. Vẫn còn 7 phút trước khi bước vào hiệp phụ thứ hai. Cầu thủ chủ chốt của họ đang bị chấn thương, hàng tấn công của họ bị đe dọa. Điều này rất quan trọng, tôi hy vọng họ sẽ tìm ra được giải pháp tối ưu. Họ hoàn toàn không muốn mất cố máy làm bàn của mình chút nào. Ôi không, anh ấy chuyền bóng ngay vào chân cầu thủ đối phương. Quan sát tốt. Hàng phòng ngự đã và họ đã có được bàn thắng. Vừa lên dẫn trước trong những giây phút sống còn này, một bàn thắng đến từ thời điểm tuyệt vời dành cho họ trong hiệp phụ thi đấu này. Vâng, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Đó có thể là bàn thắng quyết định. Tỷ số đang là 1-0. Fellaini, chuyền bóng gọn gàng.
cần phải phối hợp ghi bàn. Đối phương nên chú ý các đường truyền cần tránh vị trí của thủ môn có thể cản phá. Trận đấu đã kết thúc rồi, tiếng còi đã vang lên. Cả hai đội đã xây dựng thế trận chặt chẽ.